Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Chính sách và cuộc sống của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa bà con, tiếp sau nghị quyết số 10 năm 2002 và kết luận số 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2020. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những nhiệm vụ được đặt ra đối với toàn vùng Tây Nguyên đó là đẩy mạnh liên kết vùng với khu vực duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ, lấy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông làm động lực, tạo dư địa cho phát triển kinh tế xã hội. Điều này càng cho thấy Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến đầu tư kết nối hạ tầng giao thông cho Tây Nguyên. Vùng kinh tế động lực Tây Nguyên có địa bàn trải rộng trên 54.000 km2, chiếm 1/6 tổng diện tích tự nhiên của cả nước. Được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, hạ tầng giao thông kết nối giữa các tỉnh Tây Nguyên và giữa Tây Nguyên với các vùng kinh tế khác ngày càng đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội cho các địa phương. Những năm qua, Nhà nước đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch cho vùng Tây Nguyên như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 cũ, các quốc lộ 19, 26, 27, 28, 29, đường Trường Sơn Đông. Hạ tầng giao thông này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao thương vận tải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng Tây Nguyên. Với cái tiềm năng lợi thế hiện nay là Tây Nguyên phát triển các cái mặt hàng nông sản chủ lực như hồ tiêu, cà phê, cao su, chè, sầu riêng v.v. Thì như vậy thì khi đầu tư phát triển và kết nối cái hạ tầng giao thông ở vùng Tây Nguyên thì nó sẽ tạo được một cái sự liên kết vùng và nó thuận lợi cho cái sự thông thoáng, kết nối được cái thị trường đầu ra, cái tiêu thụ sản phẩm. Nó sẽ giúp cho người nông dân được nâng cao cái đời sống của mình từ cái việc kết nối tiêu thụ sản phẩm mặt hàng chủ lực của các địa phương. Thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Đắk Lắk cũng như khu vực Tây Nguyên. Hiện nay, kết cấu hạ tầng giao thông ở tỉnh Đắk Lắk, nhất là thành phố Buôn Ma Thuột, đã được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh. Từ thành phố này, theo các tuyến quốc lộ sẽ đến các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và các tỉnh duyên hải miền Trung. Hệ thống giao thông Buôn Ma Thuột hiện nay có thể đáp ứng đủ nhu cầu giao thương đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng cho tỉnh Đắk Lắk và cả vùng Tây Nguyên. Buôn Ma Thuột hiện nay thì đang là cái đầu mối giao thông của nhiều cái tuyến quốc lộ đi qua, trong đó là có quốc lộ 14, quốc lộ 26, quốc lộ 27, rồi một số các cái tuyến mà đi nối với các cái tỉnh của Tây Nguyên, thì trong đó thì đã thuận lợi về cái điều kiện hiện nay. Có thể nói, trong gần 2 thập niên trở lại đây, hạ tầng giao thông tại Tây Nguyên được quan tâm đầu tư mạnh mẽ từ các tuyến quốc lộ đến hệ thống đường giao thông nông thôn. Những con đường mới được thông thương không chỉ thúc đẩy tiến trình phát triển của từng địa phương mà còn tăng cường kết nối, khai thác hiệu quả thế mạnh của toàn vùng Tây Nguyên. Theo thống kê, giai đoạn từ năm 2015 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí các nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn, chưa kể các dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý lên tới hơn 5.300 tỷ đồng để đầu tư mở rộng nâng cấp 110 km đường tỉnh lộ, 431 km đường huyện, đường đô thị và hơn 2.400 m cầu đường bộ trên toàn tỉnh. Kết quả đó đã và đang tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay hệ thống giao thông từ huyện đến xã đã được cứng hóa, đi lại 4 mùa, không bị ảnh hưởng. Hệ thống giao thông các liên thôn đã được hoàn chỉnh bằng bê tông và đang tiến hành xây dựng hệ thống giao thông nội đồng để tập trung phục vụ sản xuất. Hoàn thiện được hệ thống giao thông là một bước hoàn thiện cái cơ chế sản xuất trong cái địa phương huyện Lâm Đồng. Chính vì vậy chúng tôi đã hoàn thiện được cơ bản cái hệ thống giao thông liên bản hiện. Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Tây Nguyên, thì tiêu chí số 2 về giao thông được xem là thách thức đối với nhiều địa phương. Bởi phần lớn, các xã vùng dân tộc thiểu số thường có địa bàn rộng, đời sống nhân dân còn khó khăn và nền tảng hạ tầng tương đối thấp. Trong bối cảnh đó, thì Lâm Đồng nổi lên là địa phương sớm gặt hái được thành công
khi thực hiện tiêu chí quan trọng này. Đến nay, gần như 100% các xã trong tỉnh Lâm Đồng hoàn thành tiêu chí số 2 về hạ tầng giao thông. Và để có được thành quả này, thì ngoài nguồn vốn ngân sách của nhà nước, không thể thiếu phần đóng góp hết sức quan trọng từ người dân. Không chỉ tại tỉnh Lâm Đồng, mà phong trào hiến đất đóng góp công sức xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn đã và đang lan tỏa rộng khắp các tỉnh Tây Nguyên. Đối với bản thân gia đình chúng tôi cũng đồng tình ủng hộ đối với công tác vận động hiến đất hiến cây để làm đường, để phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa, công tác vận chuyển nông sản. Đồng thời, một phần đó là một việc thuận lợi, mà cả là thuận lợi việc đi lại. Rồi việc thứ hai thuận lợi về công tác tức là phát triển kinh tế hộ gia đình, rồi góp phần phát triển kinh tế xã hội cho đảng, cho nhà nước. Tổng chi phí con đường này, con đường nó dài tầm khoảng 1,4 cây đổ lại, tổng chi phí nó trên 1 tỷ, thì nhà nước cho 700 triệu, còn đâu hơn 300 triệu là được sự đóng góp của bà con nhân dân trong thôn. Tây Nguyên là nơi sinh sống của gần 6 triệu người, với sự có mặt của hầu hết các dân tộc anh em cả nước. Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số gần 2,2 triệu người, chiếm hơn 37,5% dân số toàn vùng. Những năm qua, với các chính sách quan tâm đầu tư của đảng, nhà nước, nên hạ tầng giao thông tại các tỉnh Tây Nguyên từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ, mạng lưới giao thông khu vực Tây Nguyên có tổng chiều dài gần 40.000 km. Trong đó, đường giao thông nông thôn dài hơn 35.000 km, cứng hóa đạt gần 45%. Đặc biệt, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông vùng nông thôn, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, mang lại nhiều tiện ích cho người dân vùng khó khăn tại Tây Nguyên. Những cái nẻo đường mà hồi xưa nó bị lầy lội thì hiện tại bây giờ nhà nước, chính quyền họ đã đầu tư làm cho đường bê tông hóa thì bà con rất là mừng. Thứ nhất là mừng là mình đi lại nó thuận tiện. Thứ hai là những cái nông sản mình chở, ví dụ mình có được cao su, rồi có mì, có cà phê, mình cũng chở nó cũng thoải mái. Xe Hyundai Novo cũng không lầy lội, là nó cũng thuận tiện cho mình nữa. Có cái chương trình 135 của chính phủ cũng là một số chương trình dự án khác của Trung ương là rất về, là hiện nay là trên địa bàn xã là coi là về cơ sở hạ tầng tạm ổn, điện đường trường trạm là coi là đặt tiêu chuẩn, tức là đều cứng hóa hết rồi. Còn cái việc phát triển kinh tế của người dân thì so sánh như trước đây với bây giờ là nó coi là nó vượt xa. Dù có bước phát triển vượt bậc về hạ tầng giao thông trong vòng 10 năm trở lại đây, nhưng hệ thống đường bộ ở Tây Nguyên vẫn chưa thật sự hiện đại. Nhiều tuyến quốc lộ đường tỉnh đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Tây Nguyên chỉ có duy nhất quốc lộ 14 là tuyến đường kết nối hầu hết các tỉnh trong vùng với một số vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và duyên hải miền Trung. Thế nhưng hiện nay, tuyến đường này đang bước vào giai đoạn quá tải. Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa với Đắk Lắk vừa nhỏ hẹp lại vừa thường xuyên hư hỏng, nên việc đi lại vận chuyển hàng hóa hết sức khó khăn. Quốc lộ 19 nối Gia Lai với Bình Định xây dựng đã lâu lại nhiều đèo dốc. Quốc lộ 29 nối Phú Yên với Đắk Lắk có quy mô hiện trạng là đường cấp 4 miền núi, nhiều đoạn đang xuống cấp. Sở giao thông vận tải đã tham mưu về ban tỉnh kiến nghị bộ giao thông và các bộ ngành quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến quốc lộ này trên. Tuy nhiên do chưa cân đối được nguồn vốn nên hiện tại trong thời điểm này là chưa các tuyến quốc lộ trên chưa được đầu tư nâng cấp. Nhưng mà tuy nhiên theo cái quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 và thậm chí năm 2050 á thì các tuyến quốc lộ 29, 26, 27 thì sẽ được đầu tư nâng cấp trong giai đoạn trước năm 2030. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, liên kết vùng đang là vấn đề mang tính chiến lược trong phát triển đối với từng vùng kinh tế cũng như của cả nước. Do đó, việc xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc nối Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, các tỉnh phía Nam chính là chìa khóa mở ra cánh cửa liên kết ấy. Do đó, ở tầm trung và dài hạn, vấn đề đẩy mạnh đầu tư kết nối hạ tầng giao thông giữa khu vực Tây Nguyên với các khu vực lân cận, nhất là các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đang được đặt ra hết sức cấp thiết. Tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột
trong thời gian qua cũng đã được là Quốc hội cho chủ trương đầu tư và chính phủ cũng đã giao chủ đầu tư cho Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk ba dự án thành phần. Đây là một cái cung đường ngắn nhất, nhanh nhất và là cái chi phí logistic thấp nhất nhằm nối các tỉnh Tây Nguyên với ven biển Nam Trung Bộ để giao thương hàng hóa và phát triển cung ứng các cái sản phẩm nông nghiệp đặc thù của các tỉnh Tây Nguyên để xuất khẩu ra với thế giới thông qua cái cảng Vân Phong của Khánh Hòa. Theo các quy hoạch ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông khu vực Tây Nguyên trong 10 năm tới khoảng 156.000 tỷ đồng. Ngoài việc đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ hiện có, bảo đảm tính đồng bộ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các bộ ngành và địa phương huy động nguồn lực hình thành hệ thống đường bộ cao tốc có năng lực vận tải lớn, tốc độ cao, an toàn để kết nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ và cả khu vực tam giác phát triển Lào, Việt Nam, Campuchia. Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi thấy rằng cái việc đầu tiên là phải kết nối về hạ tầng giao thông. Đây là vấn đề rất quan trọng và cần thiết với Đắk Nông nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Thì hiện nay chúng tôi đang tập trung cái kết nối đường cao tốc xuống Tân Thành Bình Phước và đặc biệt là phải có một cái cung đường nối qua Lâm Đồng, quốc lộ 28 hiện nay. Trước mắt có thể mở rộng ra để tạo điều kiện lên cái vùng. Nếu qua được Lâm Đồng lên được Đắk Lắk, từ Đắk Lắk có con đường xuống Nha Trang cao tốc thì nó sẽ thuận lợi. Nó là liên kết đầu tiên là phải nói là về liên kết giao hệ thống giao thông. Để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết số 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các tỉnh Tây Nguyên xác định phát triển hạ tầng giao thông là vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá then chốt để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Dù còn nhiều khó khăn trên hành trình phía trước, nhưng tất cả đều xuất phát từ khát vọng chung, khát vọng kết nối Tây Nguyên với mọi miền Tổ quốc và quốc tế bằng hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại. Triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, các tỉnh Tây Nguyên đã chủ động tính toán, nghiên cứu và có phương án kêu gọi thu hút đầu tư, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, không ỷ lại trông chờ toàn bộ vào Trung ương. Ngành giao thông vận tải các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các ngành chức năng, tranh thủ các nguồn lực, kể cả nguồn lực tại chỗ, trong nước và nước ngoài, để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Chính sách và Cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.